học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em hệ thống lại kiến thức để ôn tập thi giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn. Phần kiến thức thứ nhất là phần văn bản. Các em cần nhớ lại cho cô à, tên tác giả của các văn bản, thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung và đặc sắc nghệ thuật của những tác phẩm mà chúng ta đã học. Tác phẩm thứ nhất Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh Thể loại đó là thể loại truyện ngắn Phương thức biểu đạt chính là phương thức tự sự Xen lẫn miêu tả và biểu cảm Nội dung chủ yếu nói về những kỷ niệm trong sáng Về ngày đầu tiên được đến trường Nghệ thuật đặc sắc là những hình ảnh so sánh mới mẻ và gợi cảm Văn bản thứ hai là đoạn trích trong lòng mẹ trích những ngày thơ ấu của nhà văn nguyên hồng thể loại hồi ký tự truyện phương thức biểu đạt là phương thức chính là phương thức tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm nội dung của đoạn trích nói về nỗi cay đắng tuổi cực và tình yêu thương của mẹ cháy bỏng trong lòng bé hồng và tình cảm của bé hồng dành cho mẹ về nghệ thuật, chúng ta lưu ý về cách kể chuyện chân thực, giàu hình ảnh và cảm xúc, ngòi bút tinh tế trong miêu tả tâm lý nhân vật. Văn bản thứ ba là đoạn trích tức nước vỡ bờ, trích tiểu thuyết tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Thể loại tiểu thuyết, phương thức biểu đạt chính là phương thức tự sự. Nội dung của đoạn trích phê phán chế độ tàn ác bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn. Về nghệ thuật, chúng ta cần chú ý đến tình huống mang tính kịch rất là cao, khắc họa tính cách nhân vật sinh động, ngôn ngữ kể chuyện miêu tả đối thoại đặc sắc. Văn bản tiếp theo là truyện ngắn lão hạc của nhà văn Nam Cao. Thể loại truyện ngắn phương thức biểu đạt tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Nội dung của câu chuyện này nói về số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và nhân phẩm cao đẹp của họ. Về nghệ thuật, chúng ta cần lưu ý về cách khắc họa nhân vật tài tình có chiều sâu tâm lý, cách dẫn tự chuyện một cách rất là tự nhiên, hấp dẫn kết hợp với tự sự, triết lý và biểu cảm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếng Việt. Một số khái niệm về phần tiếng Việt à, giữa học kỳ 1 lớp 8 chúng ta cần nhớ đó là trường từ vựng, từ tượng hình, từ tượng thanh, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội và biện pháp tu từ nói quá. Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. Còn từ tượng hình là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh tự nhiên của con của tự nhiên hay là của con người. Từ ngữ địa phương là từ chỉ sử dụng ở một hoặc là một số địa phương nhất định, còn biệt ngữ xã hội là từ ngữ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. Biện pháp tu từ nói quá là phóng đại mức độ quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng và tăng sức biểu cảm. Một số kiến thức ngữ pháp chúng ta đã học, các em lưu ý về trợ từ, thán từ và tình thái từ. Thì trợ từ là gì? Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến của từ ngữ đó. Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để hỏi đáp. Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói. chúng ta sẽ thực hành để hiểu hơn về phần tiếng việt chúng ta vừa mới tìm hiểu khái niệm các em thử tìm một câu văn có sử dụng phép nói quá câu văn đó được trích trong một cái tác phẩm mà chúng ta đã học câu văn là suy nghĩ của một cậu bé về những cổ tục đã đày đọa mẹ mình À, đó là câu nói của bé Hồng, cái lời suy nghĩ của bé Hồng, giá những cổ tục đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn thủy tinh, như hòn đá cục thủy tinh đầu mậu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cấu mà nhai mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Thì ở đây phép nói quá được sử dụng để thấy được cái tình yêu thương rất là tha thiết mà bé Hồng dành cho mẹ. em hãy tìm một câu ca dao có dùng từ ngữ địa phương. Cô gợi ý một câu sau. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. từ ni và từ tê là để chỉ về cái địa điểm, nha. chỉ cái hướng. Đây là từ địa phương ở vùng miền Trung. chúng ta đọc cái đoạn trích sau các em chú ý những từ in đậm con chó tưởng chủ mắng vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ lão hạc nạt to hơn nữa mừng à vẫy đuôi à vẫy đuôi thì cũng giết cho cậu chết thấy lão sừng sộ quá con chó vừa vẫy đuôi vừa trực lãng nhưng lão vội nắm lấy nó đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và giấu dí à không à không, không giết cậu vàng đâu nhỉ, cậu vàng của ông ngoan lắm. Ông không cho chết, ông để cậu vàng ông nuôi. Đây là đoạn trích trích trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Thì những từ in đậm này cùng thuộc chung một trường từ vựng, những từ tưởng mừng, cậu, trực ngoan À, đó là một trường từ vựng được chuyển từ trường từ vựng người sang trường từ vựng của thú vật để dùng biện pháp nhân hóa. Điều này giúp tăng sức biểu cảm à, và nhấn mạnh rằng chúng ta có thể chuyển trường từ vựng để tăng cái tích, tính sáng tạo của ngôn ngữ. Em hãy tìm ít nhất 5 từ tượng hình để gợi tả dáng đi của người cô đưa một từ mẫu đó là từ lò dò đi lò dò chúng ta có thể có những từ tượng hình sau đây đi lom khom đi khập khiễng đi chập chững đi rón rén đi thoăn thoắt em hãy tìm cho cô những từ tượng hình những từ tượng thanh trong những câu sau Thằng dần vụt đầu vừa thổi vừa húp xoàn xoạt. Chị, chị dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Trích tác phẩm tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Thì những từ tượng hình ở từ tượng hình ở đây đó là từ rón rén, còn từ tượng thanh là từ xoàn xoạt. Chúng ta tiếp tục với một bài tập nhanh, các em hãy xác định trợ từ, thán từ và tình thái từ trong những ví dụ sau. Tính ra cậu vàng, cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi, ông giáo ạ." À. Trích lão hạ của Nam Cao. "Vâng, ông giáo dạy phải, đối với chúng mình, đối với chúng đối với chúng mình thế là sung sướng." Trích lão hạ của Nam Cao. Con chó là của cháu nó mua đấy chứ." Trích lão hạ của Nam Cao. Vậy ở đây, trợ từ là từ cả và từ ạ à, đó là tình thái từ. Vâng là thán từ. Và từ chứ là tình thái từ. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần kiến thức tiếng Việt. Bây giờ mời các em chuyển sang phần tập làm văn. có một số những đề gợi ý đề bài sau cho kỳ thi giữa học kỳ. Đề thứ nhất kể lại một kỷ niệm đáng nhớ. Đề thứ hai tôi thấy mình đã trưởng thành. Đề thứ ba kể lại một lần em mắc lỗi khiến cha mẹ buồn lòng. Cô sẽ hướng dẫn một cái dàn ý chung, một cái yêu để hướng dẫn cho các em cả ba đề về yêu cầu chung khi mà chúng ta tìm hiểu đề, chúng ta cần phải đảm bảo những điều sau đây là những đề bài này chúng ta cần phải kết hợp các phương thức biểu đạt. Phương thức chính là phương thức tự sự và kết hợp thêm những cái yếu tố miêu tả, biểu cảm. Bố cục của bài viết cần đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, có trình tự hợp lý. Văn viết cần có cảm xúc, giàu hình ảnh, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết và không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, từ ngữ. lưu ý thêm là các em phải đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự đầy đủ các phần mở bài thân bài kết bài phần mở bài thì các em thường sẽ dẫn dắt một cách rất là hợp lý để giới thiệu được nội dung sắp kể phần thân bài thì các em biết tổ chức các sự việc thành các đoạn văn và có sự liên kết với nhau phần kết bài thì các em sẽ thể hiện được tình cảm cảm xúc của người viết với nội dung vừa kể một điều quan trọng đó là chúng ta phải xác định được ngôi kể và đối tượng kể, à, xác định đúng cái ngôi kể thì trong những trường hợp này trong những đề bài mà cô vừa nêu là chúng ta sẽ xác định ngôi kể là ngôi thứ nhất, đối tượng cần kể là một sự việc mà theo yêu cầu của đề bài. Cô sẽ gợi ý cho chúng ta cái dàn ý chung phần mở bài thì các em sẽ à, giới thiệu và gọi tên cái sự việc đó à, có thể là kỷ niệm thân bài thì em sẽ kể lại cái kỷ niệm đó cái sự việc đó một cách cụ thể chi tiết à, sự việc hay là kỷ niệm diễn ra khi nào ở đâu có những sự việc gì xảy ra có ai cùng tham gia à, diễn biến diễn biến của sự việc như thế nào kết thúc ra sao điều gì khiến em ấn tượng nhất và kết bài thì em cần nêu được suy nghĩ, cảm xúc của em về cái sự việc hay là kỷ niệm đó. Cô đã hướng dẫn xong cái phần ôn tập cho kỳ thi giữa học kỳ lớp 5 lớp 8 của chúng ta. Chúc các em học tập tốt, làm bài tốt trong kỳ thi này nhé.